Ghi nhận tiếp nối từ thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị, các lực lượng chức năng Đà Nẵng đang tiếp tục triển khai công tác vây bắt đối tượng trốn tù từ tỉnh Quảng Ngãi, lẫn trốn trên đèo Hải Vân từ chiều hôm 3 tháng 6. Đối tượng bị các lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng vây bắt từ chiều hôm 3 tháng 6 là Triệu Quân Sự, đang thụ án tù chung thân, đã trốn khỏi trại giam T10, quân khu 5 tại tỉnh Quảng Ngãi. Chiều ngày 4 tháng 6, trong lúc di chuyển về phía Bắc, qua chốt chặn tại chân đèo Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, thì đối tượng bị phát hiện và truy đuổi nên đã bỏ lại xe máy, chạy bộ vào rừng lẫn trốn. Trong chiều và đêm ngày 4 tháng 6, các lực lượng chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa các tuyến đường trên đèo Hải Vân, sử dụng cả chó nghiệp vụ để vây bắt đối tượng. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở nên công tác truy tìm gặp nhiều khó khăn. Hiện công tác truy tìm vẫn tiếp tục được triển khai.